Ok, cái phần này mình làm cho các bạn nào mới ghé channel của mình hoặc mới xem video của mình thì các bạn nén lại khoảng 2 đến 3 phút để mình nói, các bạn có thể sạch cái của mình rõ hơn nha. Bây giờ các bạn nếu mà bấm sạch ở trên đó thì thanh của YouTube thì gạch xanh ba nó sẽ ra gì thì rất là easy, bạn bấm vô cái là ra cái channel của mình. Hoặc là các bạn đang xem video, thì các bạn bấm vô cái phần gạch xanh ba thì nó cũng dẫn tới channel của mình đó. Ở đây thì các bạn bấm vào cái phần playlist. Ở đây nó sẽ hiện lên tất cả những cái mà game mình đang chơi và mình có để vô một cái list hết riêng nhau hết, như là của dành của newbie thì sẽ có một cái của newbie, cái của wild sẽ có của wild, cái hết một mình thì có một mình, thử deck mới thì có một cái group riêng, cái meta list thì có deck riêng. Bấm vô đây thì nó sẽ hiện lên những cái người chơi mới thì nên xem cái này đó, xem cái này thì bấm đây nó sẽ có những cái của hướng dẫn newbie nằm trong đó hết. Đó, còn phần hôm thì sẽ update những cái mới nhất của mình thôi đó, những cái game mới nhớ nằm trên đây hết. Đó là cái phần mà mình giới thiệu qua cái phần mà các bạn có thể search ở trên channel của mình để có thể dễ dàng hơn để coi những cái video mà mình up lên, hoặc là những cái bạn newbie vào các bạn có thể biết được những cái video là họ dành cho newbie. Ok, chào các bạn, thì hôm nay mình lại quay trở lại làm tiếp tục cho series Hearthstone Newbie Diary. Thì cái mục tiêu của video này không những nhắm tới các bạn newbie mà nhắm tới các bạn nào đang chơi game mà chưa nắm được cái quy tắc kích hoạt của các lá bài á, thì các bạn nên xem cái video này để biết rõ hơn để mình không bị mắc sai phạm. Bản thân mình đã bị mắc sai phạm những cái lỗi này nên hôm nay mình làm để chỉ cho các bạn biết để các bạn tránh. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ok, thì cái con đầu tiên mình sẽ nói về cho các bạn biết về cái con chú Pikachu hết. Thì nhiều bạn nói là ủa con này lâu rồi mà tại sao lại nhắc lên chi nữa, thì phải nhắc con này tại nhiều bạn vẫn không biết nó là con này có tác dụng như thế nào, và nhiều bạn mới chơi cũng không biết con này là như thế nào luôn, thì mình nhắc luôn. Thì nó sẽ upgrade cái Hero Power lên mà không cần điều kiện gì hết. Thì như các bạn thấy trên cái bảng đó thì tất cả là chính cái Hero Power của chính con Hero được upgrade lên. Là của Warrior thì nó từ 2 armor đến 4 armor, Hunter từ 2 down đến 3 down, và Paladin từ gọi một con gọi hai con, vân vân. Và ở phiên bản này chúng ta có một con thay thế đó là Baku, nhưng con Baku này nó có tác dụng y chang con suất Pikachu hết, nhưng mà nó có kèm theo điều kiện là phải là những cái card có số lẻ, là toàn bộ cái deck của mình phải xài card số lẻ thì nó mới upgrade, nó khó hơn con suất Pikachu hết là vậy. Nhưng mà thì các bạn nhìn đi nhìn lại thì mỗi con có một cái hay riêng, mỗi con có một cái thế mạnh riêng. Nếu mà bạn so sánh với chú Pikachu hết thì hai cái nó khác nhau và nó có điểm mạnh điểm yếu riêng. Chú Pikachu hết thì nó nằm trong deck, không biết lúc nào ra, có thể nằm ở, nó nằm ở cuối deck, nó còn có thể nằm giữa deck, có thể nằm đầu deck, không biết được. Nhưng con Baku thì nó phải kích hoạt ngay từ lúc đầu luôn. Vậy thì nếu bạn xài những cái kẹt lẻ thì lúc mà bạn đầu tên thì nó upgrade lên luôn. Thì giống như Paladin, bạn tưởng tượng đi, Paladin ở tên thứ hai bạn gọi được thằng Silverhand bằng cái Hero Power, hoặc là bạn có thể draw card bằng cái Hero của Warlock, Hero của Warlock không mất máu, hoặc là cộng được 4 armor của Warrior, hai mana cộng được 4 armor. Nó là vậy. Và có nhiều câu hỏi đặt xung quanh cái vụ upgrade Hero Power này. Nếu mà chúng ta quăng một con DK lên, ví dụ nha, là các bạn quăng con Roderick Zana lên, thì cái Hero Power sau đó sẽ là như thế nào? Thì mình trả lời là cái Hero Power sau đó nó sẽ thi theo cái của con Zana là 2 mana và 1 attack, chứ không phải là 2 mana 2 attack nha. Nó sẽ đi theo con Zana luôn, nó không đi theo cái ban đầu nữa, nó sẽ đi theo Zana là 2 mana 2, 2 mana 1 attack chứ không phải là 2 mana 2 attack. Để các bạn khỏi hiểu lầm là nếu quăng Roderick Zana lên nó cũng được 2 mana và 2 attack luôn, đó là không đúng. Tại vì hôm trước mình đi Dungeon thì mình đã thử rồi. Trong Dungeon kênh thì nhiều bạn đi, các bạn thấy là sẽ có một cái spell upgrade cái Hero Power lên và cái Hero Power của mình sẽ là một. Đó, khi mà tôi chơi May, tôi beat được cái DK nó và cái Hero Power tôi đang được upgrade và cái code bằng một. Khi tôi quăng lên thì nó sẽ giữ nguyên cái mana code, nhưng mà cái dam của cái Hero Power sẽ giảm xuống đúng như là của con Rosetta khi quăng lên là một dam, không thay đổi. Và điều này sẽ giải thích luôn cái thứ hai là của con
con gen này khi mà ở đầu đầu game thì nó sẽ giảm code của hero của mình xuống là 1 đúng không? Thì nếu mà quăng DK lên thì cái code này vẫn giữ. Điều này đã được chứng tỏ khi mà mình chơi Dugan, nó như mình nói nó Dugan thì nó có một cái passive là nó sẽ giảm cái code của hero và nâng cấp lên, upgrade lên. Nó thì mình đã thử được hai cái đó trong cùng một hoàn cảnh luôn, là quăng DK lên thì cái mana code của cái hero power nó giữ nguyên, nhưng mà cái đam của nó sẽ đi theo DK. Nên các bạn nào còn phân vân về cái việc mà quăng DK lên nó sẽ như thế nào thì nó sẽ giữ cái đam theo của DK vậy thôi. Nhưng mà nó, và nhớ là nó sẽ giữ cái chỉ số mana khi mà được upgrade nha. Chỉ số mana thì nó không thay đổi, nhưng mà được upgrade thì nó không thay đổi. Nếu mà upgrade lên 1 mana thì nó sẽ là 1 mana. Cái tiếp theo chúng ta sẽ nói về con 8 mana 47 này. Thì khi mà enter như các bạn biết thì nó sẽ tự động cast một cái spell ở trong deck của chúng ta, nhưng nó sẽ không cast nếu mà cái trường hợp chúng ta chỉ còn những cái lá spell mà gọi là chiếm hữu minion, enemy minion bên kia thì nó sẽ không cast nha. Tôi ví dụ là như Mind Control hoặc là Poison of Madness thì nó sẽ không cast nếu mà bên cái bàn, cái bo của đối thủ không có minion nào thì nó sẽ không cắt. Còn lại thì nếu mà có minion thì nó sẽ cắt bình thường. Cái này là về những cái spell mà gọi là chiếm hữu enemy, chiếm hữu những cái con minion của đối phương thôi nha. Nó còn những cái spell mà búp hay là gì đó thì nó vẫn cắt bình thường. Ok, còn tiếp theo mình sẽ nói về cái lá đất nẹt này. Thì lá đất nẹt này sẽ có nguyên tắc sử dụng như sau và nhiều bạn vẫn chưa nắm được. Nếu mà các bạn không nắm được, các bạn sẽ gây lỗi cho mình và trận đấu sẽ rất là fail nha. Các bạn sẽ bị mất một lot. Thí dụ của nó này là của bạn đi hoặc là của nó đi. Khi mà nó gọi được ba cái đàn cày lên thì nó sẽ là tạo được cái body 20-20 rất là ngon đúng không? Ai nhìn cũng thích hết, ai nhìn cũng muốn copy hết, cũng muốn một tạo con như vậy hết. Thì nhiều người sẽ dùng con phải lẹt để copy con 20-20. Dù nó là minion của bạn hoặc là minion bên kia thì sẽ không tạo ra được con 20-20 nha. Nó sẽ copy ra được cái domain ban đầu là cái trứng ban đầu thôi. Cái trứng ban đầu phải cần 3 cái đàn cày á. Thì lúc đó bạn sẽ không có đàn cày kích hoạt nữa. Thì bạn sẽ bị mất một slot ở trên bàn, rất là bất lợi cho bạn. Và thậm chí bạn sử dụng một cái con nào đó để silent cái con 20-20. Silent đây là lúc mà bạn tạo ra được thành một cái body 20-20 đó. Bạn silent nó và dùng con file copy nó thì nó vẫn tạo ra được cái domain, nó không có tạo ra được con 20-20 nha. Các bạn nhớ kỹ điều này nha, đừng có mắc sai phẩm, đừng có mắc sai phạm, đừng có mắc sai lầm để mất một slot ở trên bo rất là phí. Cái này mình đã test rồi nên các bạn yên tâm cái vụ này. Ok, mình sẽ nói tới cái lá Bellstone của Warlock. Thì như các bạn ghi thấy là đoạn test nó ghi không có rõ là thách đam rơm do cả top ray. Thì nó có dính như một cái lá của Warlock khác, đó là cái lá Blossom. Thì cái lá Blossom này khi mà sử dụng nó thì những cái spell mà sử dụng nó sẽ gây đam cho người mình thay vì tốn mana. Bạn sử dụng một cái lá 8 mana thì nó sẽ gây 8 máu cho bạn khi bạn sử dụng cái Blossom này lên. Thì những cái spell trên hand, cái spell tiếp theo bạn sử dụng sẽ là tốn máu thay vì tốn mana. Nó tới mà sẽ vậy. Và bạn có spell tone này trên tay thì nó sẽ không có upgrade cái spell stone này nha. Các bạn nhớ rõ nha, không có upgrade cái spell stone này. Và trường hợp này mình đã test rồi, các bạn yên tâm là nó không upgrade. Ok, đó là những cái mà mình đã biết và mình đã thử và mình đã sai lầm và làm video này để truyền đạt cho các bạn, để các bạn nắm, để các bạn không bị mắc sai lầm như mình. Sau này có những cái cập nhật mới thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn về những cái hiệu ứng của lá bài như thế nào, các bạn dễ nắm. Ok, nếu các bạn xem xong video các bạn thấy thích thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel mình nhé. Nếu có thắc mắc gì các bạn có để lại comment phía dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nhớ như là về game nha các bạn, ví dụ những cái game mà apply hay là những cái game Hearthstone mình đang chơi, tại game Hearthstone mình đang chơi thôi, thì hạn chế hỏi những cái ngoài, mình sẽ trả lời trong cái sự hiểu biết của mình cho các bạn biết. Rồi, cảm ơn các bạn đã ngồi xem video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.